Những chiến binh ẩn mình trong bóng tối, mạnh mẽ, thiện chiến, dũng cảm, có thể khiến hàng nghìn kẻ khủng bố biến mất trong ngôi nhà của chính mình mà không một ai hay biết. Đội đặc nhiệm Alpha đến từ Nga và lực lượng đặc biệt Delta Force của Mỹ, đâu sẽ là biệt đội sở hữu sức mạnh kinh hoàng để trở thành lực lượng tinh nhuệ bậc nhất thế giới? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Nước Nga là nơi nổi tiếng với những đội đặc nhiệm tinh nhuệ, được huấn luyện kỹ càng và có sức chiến đấu khó tin. Tất cả những lực lượng đó được gọi chung dưới cái tên là Spetsnaz. Spetsnaz không phải là một đơn vị đặc nhiệm riêng biệt, mà là một tên gọi chung, bao gồm nhiều đơn vị hoạt động đặc biệt của đất nước này. Trong đó, nổi bật lên là đội đặc nhiệm Alpha. Lực lượng Alpha Spetsgruppe A là đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nằm dưới quyền chỉ huy của FSB, Tổng cục An ninh Liên bang Nga, chuyên tiến hành các phi vụ chống khủng bố tại đô thị dưới sự phê chuẩn và chỉ đạo trực tiếp của giới lãnh đạo chính trị Nga. Đội Alpha được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1974 theo lệnh của Yuri Andropov, giám đốc của KGB, sau vụ thảm sát Munchen năm 1972 xảy ra ở trên lãnh thổ Liên Xô để dằn mặt chính quyền Tây Đức. Còn đội đặc nhiệm Delta Force nổi tiếng với vai trò là đơn vị chống khủng bố bậc nhất của Hoa Kỳ, những người đi trước về sau của lục quân Mỹ khiến bao kẻ ở phía bên kia bờ biển Địa Trung Hải phải nhiều lần lạnh sống lưng. Là những lực lượng tinh nhuệ khét tiếng bậc nhất của hai siêu cường quân sự thế giới. Vậy đội đặc nhiệm Alpha của Nga có thực sự mạnh hơn lực lượng đặc biệt Delta Force của Mỹ hay không? Chúng ta hãy cùng đặt hai biệt đội này lên bàn cân. Kiến thức quân sự sẽ cùng với các bạn so sánh trên 4 tiêu chí dựa trên những tài liệu mà chúng tôi tiếp cận được. Và đây chỉ là những thông tin tham khảo. Đầu tiên, chúng ta sẽ xét về nhiệm vụ chính của hai lực lượng này. Sức mạnh của Alpha là hoạt động chống khủng bố trên lãnh thổ Liên bang Nga và những nơi có quyền lợi của Nga. Theo quy định thì biệt đội Alpha sẽ tham gia vào việc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố khác nhau, cũng như tìm kiếm và vô hiệu hóa những kẻ khủng bố. Phải mãi về sau này, họ mới bắt đầu lộ diện ở chiến trường Afghanistan. Còn đối với Delta Force của Mỹ, thì hoạt động của họ rất khác biệt. Họ sinh ra là để phủ sóng và hoạt động trên toàn cầu, nhất là tại các điểm nóng của thế giới như Somalia, Vịnh Ba Tư, Iran, Iraq, Kuwait, Israel hay Ả Rập Xê Út, Mỹ Latin. Thế nên chẳng có gì lạ khi lính đặc nhiệm Delta của Mỹ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Yếu tố thứ hai cần xét đến là vũ khí trang bị. Các lực lượng đặc biệt của Nga nói chung và biệt đội Alpha nói riêng phần lớn được trang bị vũ khí thượng hạng do Nga sản xuất và phát triển. Trong đó, tôi cực kỳ ấn tượng với khẩu AK dành riêng cho đội đặc nhiệm này. Nhiều người sẽ thường gọi nó với cái tên AK Alpha FSB. Nhìn vào khẩu súng này thì trông cực kỳ hầm hố. Nó là sản phẩm được chế tạo bởi công ty Zenitco của Nga, sử dụng nhôm chống va đập dùng cho máy bay. Với báng súng có thể đập vỡ khối bê tông và báng sửa đổi có thể điều chỉnh được, thì nó có thể đấm gãy mũi đối thủ rồi gấp lại, giấu dưới áo chống đạn hoặc quần áo mùa đông mà chẳng ai hay biết. Sơ qua thì các bạn chỉ nhìn được những phụ kiện và chi tiết bên ngoài thôi. Còn các số liệu kỹ thuật chi tiết của khẩu AK này cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng trên hết, phiên bản dành cho đặc nhiệm Alpha vẫn giữ được phẩm chất chính của súng trường tấn công Kalashnikov, đó là ly đòn và độ tin cậy cao, không sợ bụi bẩn, mưa hoặc bùn lầy. Kể cả nhiệt độ xuống âm 50 độ C vẫn có thể sử dụng ngon lành. Bộ trang bị cá nhân Body Kit hoàn chỉnh có giá khoảng 4.000 đô la Mỹ. Dù không phải là khẩu súng đắt nhất, nhưng tận 4.000 đô la cho một loại vũ khí cơ bản cá nhân thì đối với Nga lại là một khoản tiền đáng kể. Còn ở Mỹ thì sao? Họ sẽ mua những vũ khí hiệu quả nhất, bất kể chúng được sản xuất ở đâu. Các bạn có thể hình dung ra một đội 5 người của lực lượng Delta khi tham gia chiến đấu trực tiếp có thể mang theo cả kho vũ khí nhỏ.
gồm súng trường HK416 của Đức với tổng cộng 1.500 viên, súng lục Glock 17 của Áo hoặc khẩu M1911 của Mỹ với 425-500 viên đạn, một khẩu súng máy MK46 hoặc MK48 của Bỉ với 800-1.000 viên đạn, lựu đạn nổ phần mảnh và thậm chí có thể cả súng phóng lựu. Chỉ cần đáp ứng được nhu cầu, còn tiền không phải là vấn đề. Ngoài ra thì những thành viên thuộc lực lượng đặc biệt Delta Force được huấn luyện sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau, kể cả các loại vũ khí của đối phương và có hiểu biết sâu về nhiều loại vũ khí. Thông thường thì bất kỳ quân nhân chuyên nghiệp nào được huấn luyện trong thời gian ngắn cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được cách sử dụng một khẩu súng máy hoặc bất kỳ khẩu súng ngắn xa lạ nào. Nhưng việc luyện tập thường xuyên và có kiến thức về điểm mạnh, điểm yếu của từng loại vũ khí cụ thể lại là điều tuy vất vả nhưng vô cùng hữu ích. Yếu tố tiếp theo mà chúng ta cùng đặt lên bàn cân đó là yêu cầu về huấn luyện thể chất của hai lực lượng đặc biệt này. Như ở các quốc gia khác thì gần như hạng mục này là giống nhau. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia thì việc huấn luyện lực lượng Alpha của Nga khắt khe hơn nhiều so với Delta của Mỹ. Ví dụ về huấn luyện sức bền, lực lượng Delta Force của Mỹ quy định chạy 3,2 km trong 16 phút. Nhưng ở Nga, một lính biệt kích từ đơn vị Alpha phải chạy 3 km trong vòng 10 phút 30 giây. Đối với các tiêu chuẩn còn lại thì độ khó của Nga cũng nhỉnh hơn từ 30 cho đến 40% so với Mỹ. Như vậy, ta cũng có thể nói rằng những chiến binh Nga thuộc lực lượng Alpha đa phần là có thể chất và sức bền tốt hơn. Và cuối cùng là những điểm thú vị trong cách tiếp cận mục tiêu của cả hai lực lượng này. Đội Alpha Nga thường dành nhiều thời gian luyện tập võ chiến đấu tay không và bằng vũ khí thô sơ. Hiểu nôm na là vớ được cái gì, dùng cái đấy. Còn đội Delta của Mỹ thì lại không đặc biệt chú trọng vào việc solo đánh tay đôi như Alpha, mà họ tập trung vào huấn luyện chiến đấu cùng các loại vũ khí chiến đấu nhiều hơn. Chính vì lý do này mà hầu như tất cả các cuộc giao tranh tay đôi với kẻ thù, bất kể là trong các cuộc tập trận hay trong tham chiến giáp lá cả ngẫu nhiên ở các điểm nóng, thì mọi chuyện thường kết thúc với chiến thắng thuộc về các chiến binh của Nga. Giờ thì tôi đã thấy việc uống vodka và vật tay về gấu cũng có tác dụng không nữa. Nhưng người Mỹ cũng có tính thực dụng của họ. Việc thực hành chiến đấu tay không trong các hoạt động tác chiến hiện đại là ít khi xảy ra. Thường các bạn sẽ chỉ thấy điều này trong các bộ phim bom tấn mà thôi. Còn trên thực tế lại rất ít. Thậm chí những trận chiến tiêu diệt sinh lực địch bằng súng ngắn cũng ít khi xảy ra, bởi vì họ chiến đấu với kẻ thù ở khoảng cách rất xa. Phương thức tác chiến của lực lượng đặc biệt Mỹ là coi trọng trinh sát, tận dụng yếu tố bí mật, bất ngờ, dùng xung hỏa lực chế áp mục tiêu, rồi mới tiến hành đổ bộ lực lượng vào chiến đấu. Mà Delta Force lại là một đơn vị áp dụng cực kỳ tốt. Về nguyên tắc chiến thuật thì điều này là chính xác, nên nó ảnh hưởng cả về huấn luyện và quy trình tiến hành các hoạt động tham chiến. Với quân đội Mỹ, họ cho rằng rất nguy hiểm khi xông vào căn cứ được bảo vệ cẩn mật của đối phương. Vì vậy trong chiến đấu, họ hết sức coi trọng hỏa lực và hạn chế đánh gần. Vậy, lực lượng nào tinh nhuệ và thiện chiến hơn? Alpha của Nga hay Delta từ Mỹ? Nếu đánh giá khách quan, thì về phần tinh nhuệ và thiện chiến, Delta nhỉnh hơn Alpha khá nhiều. Nhưng nếu các chiến binh của Alpha phải chiến đấu tay đôi với Delta, thì rất có thể phần thắng sẽ nghiêng về phía người Nga. Có nhiều người cho rằng sức mạnh của Delta Force đến từ trang bị, còn sức mạnh của Alpha lại đến từ chính người lính của họ. Các bạn thấy nhận xét này là đúng hay sai? Hãy chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề này sau khi xem hết video. Quay trở lại, mặc dù rất tinh nhuệ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhưng đội đặc nhiệm Alpha cũng đã có nhiều tranh cãi trong sự nghiệp hoạt động của mình. Khoảng tháng 10 năm 1985, họ được phái tới thủ đô Beirut của Lebanon để thực hiện nhiệm vụ giải cứu 4 nhà ngoại giao Liên Xô bị bắt giữ bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Alpha đã áp dụng chính sách chung không đàm phán, tức là sẽ không tỏ thái độ nhân nhượng hoặc hòa hoãn với kẻ thù khi một trong 4 nhà ngoại giao đã bị sát hại trước khi họ tới nơi. Bằng các khả năng nghiệp vụ tình báo chuyên nghiệp của KGB, họ hàng và những người thân có liên quan từ các phần tử khủng bố đã bị khoanh vùng và bị bắt giữ bởi đội đặc nhiệm Alpha. Họ lấy một số bộ phận cơ thể các con tin và gửi chúng cho những kẻ bắt cóc với một lời cảnh báo rằng các hành động mạnh hơn nữa sẽ tiếp tục nếu các con tin Nga không được thả ra ngay lập tức. Hành động này đã ngay lập tức nhận hàng xe gạch đá từ các nhà hoạt động nhân quyền. Tuy nhiên, chiến thuật mà lực lượng Alpha sử dụng đã thành công,
Sự thành công này ám ảnh đến nỗi không một người mang quốc tịch Nga nào bị bắt làm con tin ở Trung Đông trong suốt 20 năm sau đó. Vừa rồi là toàn bộ video so sánh sức mạnh giữa một bên là biệt đội Delta Force đến từ Mỹ, còn một bên là lực lượng đặc nhiệm Alpha của Nga. Hãy bình chọn cho đội đặc nhiệm mà các bạn đánh giá là thiện chiến hơn cả, để xem có bao nhiêu người có cùng ý kiến với mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.